Vâng, mến chào toàn thể quý vị. Phải nói là cũng hôm nay rất là bất ngờ, thảo nào gió mùa đông bắc tràn về. Hôm nay được làm video cùng với anh Hiệp, nhưng mà lại biết được là chị Hòa, phu nhân của anh Hiệp đây, lại có đôi bàn tay vàng rất là điêu luyện luôn. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà chị đã biết làm cây và chị đã học hỏi, cũng như là cái cảm giác rằng là có đâu đó 1% năng khiếu ở trong người chị. Đó, đây là quý vị. Thì cũng đã rất là đam mê cái cảnh nghệ thuật rồi. Sau đó thì cũng cùng với Trần Hiệp thì cũng tham gia vào chuỗi sản xuất và phân phối trong một thời gian khoảng là cũng hàng chục năm. Những năm trước thì chúng tôi cũng chủ yếu là phân phối cái sản phẩm hoa, hoa đào và hoa những cái quất của những gia đình ấy. Chúng tôi cũng làm hàng hecta, hàng mẫu kia. Nhưng sau dần chúng tôi đã chuyển đổi sang những tác phẩm nghệ thuật và nhường lại cho bà con những sản phẩm đó. Đấy, thế chị Hòa thì cũng em Hòa cũng là một trong những người phải nói là cũng chăm sóc rất nhiều thời gian cây, nhưng mà chủ yếu là làm về dòng hoa thôi. Chị ơi, đến bây giờ thì chị đã thấy quen tay chưa chị? Quen tay rồi chú Mạnh ạ. Vâng, à, thì cả chị cảm giác là lần đầu tiên mà khi mà chị cầm kéo chị cắt thì chị có run không chị? Không, lần đầu tiên là hơi vỡ ngỡ chị. Thế là chị làm được bao lâu rồi nhỉ? Được mấy năm rồi. À dạ, cũng mấy năm rồi cả. Thế em lại cứ nghĩ là chị chỉ được độ ấy, là chị chỉ được độ 5 thôi. Chứng tỏ là ấy đấy, chứng tỏ là chị cũng có một chút kinh nghiệm rồi. Và đây đúng không, chị vừa mới là xong hết cái mặt ở ngoài này đúng không chị? Vâng. Đúng là chị đang làm mặt sau. Đấy quý vị ạ. Chị thì cũng giới thiệu với anh em thì cơ bản những cái tác phẩm nghệ thuật này thì chúng ta chủ yếu là những nghệ nhân nam giới. Chúng ta đảm nhiệm những cái vai trò này. Và chúng ta luôn nhường lại những cái hậu phương phía sau để cho phái đẹp nào. Vâng. Tôi thì vẫn luôn luôn là động viên em Hòa là sẽ mạnh dạn cầm kéo và em cứ làm những việc mà em đam mê và yêu thích. Đấy, đó là những bản năng và năng khiếu và cái niềm say mê của những người phụ nữ, không có phải nghe rụt rè một chút nào đó. Các cụ vẫn thường nói là nhân vô thập toàn, ngọc còn có vết. Dù cái gì chúng ta cũng cứ phải trải nghiệm và chúng ta phải luôn luôn rèn giũa học tập. Đấy. Để sai đâu chúng ta sẽ sửa đấy. Và chúng tôi cũng mong qua đây thì sẽ được những phái mày dâu là những người phải nói là trong ngành chim vật cảnh là sẽ luôn luôn là động viên để cổ vũ. Thứ nhất là cho nhiều những chị em phụ nữ dám mạnh dạn cầm kéo hơn nữa để làm lan tỏa những cái tình yêu, những cái đam mê của những cái tác phẩm nghệ thuật đó để chúng ta cùng song hành trên bước đường để tô đẹp lên cái những cái hương sắc. Ví dụ như là anh em từng nói là hương sắc về làm. Vâng. Như cái tác phẩm này em thấy là cũng khá đẹp. Đấy thì là mình em Hòa đã, nó hôm nay là sang buổi thứ hai. Có nhiều tiệt cái cây này lắm không anh? Em Hòa trả lời câu cây này giá là 75 triệu chú Mạnh ạ. 75 triệu à chị? 75 triệu. 75 triệu. Giá cũng rất là hợp lý quý vị ạ. Một cây xanh năm điền. Lớn. Tôi thấy mà em Hòa mới đưa ra tác phẩm này bằng giá 75 triệu đây các bạn này. Mà lại là năm điền xịn nha. Vâng. Đây, chú Mạnh tiến lại gần tôi à. Quả thì phải nói là nhiều vô kể. Nếu chúng ta có thể dành ra khoảng cỡ độ 3 đến 4 công, chúng ta tỉa lá sẽ lộ ra một bộ trái phải nói là rất đẹp. Tức là quả trên răm đúng không? Vâng, nhưng mà tôi vẫn để cho tất cả các nghệ nhân là cứ sẽ làm theo cái sự sáng tạo và ý tưởng của mỗi nghệ nhân. Có người thì sẽ tỉa lá, có người thì sẽ cắt bông tàn. Thì để em thích ngắm như này, nhìn nó đẹp hơn anh ạ. Các bạn nhìn này, chú Mạnh nhìn cái bệ đi đẹp à? Đấy. bảy mươi lăm triệu tôi nghĩ mà giá phải nói là một về phụ nữ mà đưa ra cái giá phải theo quan điểm tôi là rất hợp lý. Vâng, hợp lý còn mà. Còn là ý của anh em như thế nào thì chúng ta cũng cứ đưa ra nhận xét, rồi. Đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Hai bên là cũng là hai tác phẩm xanh năm điền đúng không chị? Hà anh. Đấy.
Vâng, tiếp theo là một cây khế. Khế này là khế chua hay khế ngọt anh? Đây là khế chua. Tác phẩm khế chua. Đây quý vị ạ, những cái đường uốn, những cái đường uốn đường đi như này thì chỉ là uốn từ bé mới được như này, chứ lớn lên thì làm sao mà uốn được, đúng không sao quý vị? Uốn được cây nó lớn này này. Đấy, nên là cổ này là phải uốn hàng chục cây năm được uốn nắn từ bé. Đấy, cây thì... cây này hoành nó là bao nhiêu anh? Cây này hoành 60. Vâng, hoành 60. Cao tầm đây mình đứng ở dưới này. Cao tầm 1m8. Cây này anh em đang giao lưu là 37 triệu. Vâng, 37 triệu một cây khế chua. Khế ngọt à? Chị ăn rồi à? À thế ạ, vâng. Thế thì đính chính lại với quý vị là khế ngọt nha. Quê hương là chùm khế ngọt. Tuyệt vời. Khế ngọt thì lại hay quá. Khế ngọt này, khế ngọt này là ấy này, khế ngọt này là mang về chơi trồng là các cháu là thích lắm này. Vâng, các cháu là chỉ thích cái đó, chỉ thích khế ngọt thôi, khế ngọt này ăn sướng. Cái này có cây sung. Sung này sung bàn trà đấy chứ anh. À, rất là nhiều mầm quả quý vị ạ. Một cây sung bàn trà, cây này nếu mà em thì em sẽ thu lại một chút. Thu lại một chút đó. Vâng, em thu lại một chút để cho cái tay kia nó hơi phóng ra một chút nữa, để lấy lối còn kê cái bàn trà nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi dưới chứ. Cái này thì giao lưu với anh em là 25 triệu. Đúng anh. Ừ. 25 triệu quý vị. Rất nhiều mầm quả quý vị nhá. Quả vô cùng nhiều. Đây ạ. Mầm quả bắt đầu đang ra, đang ra rồi. Cây này cũng khá lớn đấy ạ, hoành to đấy. 25 triệu. Anh cái kích thước của cái hoành này là bao nhiêu anh Hiệp? Hoành này phải hơn 100. Đường kính là ra 33 khoảng, cái hồn đường kính là ra trên 3 khoảng, ra hoành 105. Ừ. Quả ngọt lắm này. Ăn quả. Ôi. Nó chưa lớn mà. Cái này cao chỉ bằng anh Hiệp thôi. Đây, mình được rồi. Vâng. Cái này cao chỉ tầm 25 triệu bạn ơi. Mét 6 mét 7.